Bạn trai bên đây là hơi nhậu chút xíu á, em nói chút xíu về cho bạn gái kia tin tưởng đi, nghe chữ nhậu là nó không thể tin rồi đó, mà nhậu lầy nữa là mệt lắm á. Thường ta nhậu xong ta hay la hét đánh đập hay làng phải xóm này, em nhậu xong em làm gì? Em nhậu xong nhiều khi cái nhà tắm em không đi mà em cứ đi ngủ em tè. Có nghĩa là em nhậu sỉnh em muốn vô toilet em vô buồng ta không? Dạ, cứ thấy cửa mở thì mình đi tè. Dạ em tên là Lương Văn Hưng, quê quán ở Tây Sơn, Bình Định. Nghề nghiệp em hiện tại lái xe và quản lý đội xe công ty. Năm nay 28 tuổi. Quản lý xe ở đâu, quận mấy? Dạ công ty em ở Bình Thạnh ạ. Dạ lúc trước thì em cũng ăn học, em học ngành y. Rồi gia đình em cũng có một chút khó khăn. Rồi em tự em chuyển đổi nghề. Rồi em muốn cái hướng tương lai của em sẽ quay về ngành y. Rồi cảm ơn em. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên ấy. Dạ em chào quý vị khán giả. Em tên là Huyền, năm nay 24 tuổi. Em thì trước đây học dược, nhưng mà hiện tại thì bây giờ em đang làm sale bất động sản. Em lớn lên ở Bình Thuận và đang làm việc tại quận 3. Trước đó thì em làm ở một công ty dược ạ. Cũng công ty dược. Dạ. Bên kia cũng ngành y. Dạ. Thế nó cũng giống nhau ha. Dạ. Vậy là hôm nay có duyên rồi. Em giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Về điểm mạnh của em á, thì năng khiếu nổi trội thì em không có. Mọi thứ thì em biết một chút thôi. Em thấy cái điểm mạnh lớn nhất của mình đó là bản tính tự lập. Công việc gia đình hay là quán xuyến nhà cửa, hoặc là nấu ăn nội trợ, tất cả những cái việc đó thì nó giống như bản năng. Tại vì em làm từ nhỏ để phụ giúp gia đình rồi. Về điểm yếu thì hơi nóng tính, có hay ghen, hơi lười. Dạ, nhưng mà ở thời điểm này thì chín chắn hơn so với lúc trước thì em đã điều tiết được những cái đó. Ghê, vậy là tốt rồi ha. Dạ. Rồi, mời bạn Nam. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh em là chơi được tất cả các môn thể thao. Dạ. Em có điểm yếu gì không? Bây giờ em chỉ có cái tính lầy lầy rồi. Lầy lầy, lầy cỡ nào? Nhậu thì nhậu cho tới bến, nhưng không bao giờ biết muốn đi về. Rồi, mình... thôi. Chà, cái này cũng mệt rồi nha. Nhậu xỉn vô có quậy không? Dạ không, em hiền lắm chị ơi. Ai quýnh em chạy rồi, em biết quýnh lại. Chứ xỉn ở vô Tây là... Ở Tây Sơn, Bình Định mà có võ không em? Dạ, thưa anh, em không có võ nhưng mà em đủ tự tin bản lĩnh để em bảo vệ bạn gái được rồi. Rồi, vậy tốt rồi. Bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đi học thì em có một mối tình thời phổ thông cấp 3 thôi. Vậy là lâu rồi. Bao nhiêu năm không có bạn trai rồi, không buồn hả? Không có ai chia sẻ tâm sự rồi không có cái người chăm sóc mình, không buồn hả em? Dạ, nhưng mà lúc đó thì cái mục tiêu với lại cái định hướng cho công việc em nó nhiều hơn á chị. Hôm nay động lực nào để em tham gia chương trình? Cũng là một cái duyên thôi. Lúc đó là em là cái người khởi xướng cái phong trào mà chiến dịch chống ế cho công ty cũ. Thì em mới gom đơn của các chị để mà nộp cho cái công ty. Thì lúc đó là em cũng có gửi ban đơn của mình nữa. Thì cuối cùng có mình em được chọn, còn các chị thì không có được. Cho nên là thôi em nghĩ nó cũng là một cái duyên. Cái duyên tới rồi. Dạ, mình đến. Hôm nay là mong muốn tìm bạn trai rồi đúng không? Dạ. Em có được mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh, em được 2 mối tình sau đó. Dạ. Mỗi mối tình chỉ trọn vẹn 12 tháng thôi. Dạ. Bạn trai bên đây là hơi nhậu chút xíu á. Em nói chút xíu về cho bạn gái kia tin tưởng đi, nghe chữ nhậu là nó không thể tin rồi đó. Mà nhậu lầy nữa là mệt lắm á. Thường ta nhậu xong ta hay la hét đánh đập phá làng phá xóm này, em nhậu xong em làm gì? Em nhậu xong nhiều khi cái nhà tắm em không đi mà em cứ đi phòng ngủ em tè. Có nghĩa là em nhậu sỉnh em muốn vô toilet em vô buồng ta không? Dạ, cứ thấy cửa mở thì mình đi tè. Vô tè hả? Nguy hiểm nha em. Rủ em đang nhậu nhà bạn vô lộn cái vợ phòng vợ bạn là mệt lắm á. Có đâu anh, em ít khi rủ bạn đi nhậu ở nhà lắm, ra quán xong rồi về. Ra quán vô lộn cái qua cô chủ quán. Có. Thiếu gì phòng xong vô đi vô trong phòng đó chi. Lúc đó xịn quá rồi. Xịn chứ phải đọc được cái chữ toilet là ở nhà đâu có chữ toilet đâu. Không phân biệt được cái phòng đó hả? Thì thấy cái cửa nó giống như nhau mà. Trời ơi. Rồi sao là bình thường là em vô mấy đó là vô để đứng tè bậy hay là vô làm gì hay vô kiếm người ở chổng? Định tè mà vô gặp gì quát cho rồi chạy tè luôn. Hồi xưa giờ có tè ở đâu bậy bạ bao nhiêu lần rồi? Dạ không, chỉ có một lần duy nhất đó thôi. Dạ. Rồi đất ơi, nhậu còn chi mà để đến nỗi mà lầy dữ vậy không biết nữa. Rồi bây giờ mong muốn mẫu người tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ mẫu bạn gái em tìm là cái chiều cao 1m55 trở lên, da trắng, tóc dài, rồi công việc ổn định, mọi cái chỉnh chu, giống như biết nấu ăn, giống như bạn nữ bên kia nói thì em rất ok. Có ghét cái tật xấu nào phụ nữ không? Càm ràm nhau,
Em rất thích bạn gái là biết ghen. Bên này ghen lắm mà nha. Ghen mới yêu thương mà ghen chứ. Bà ghen lắm á, đi với cô nào là nhìn thấy là không được đâu á. Sao chịu nổi không? Nổi hết. Nếu mà được khi nào tiến tới hôn nhân được? Dạ qua năm cưới luôn. Được rồi ha. Thôi bây giờ sẽ có cái vụ tè tè đó hơi kỳ chút thôi. Nhậu vừa tới thôi, vui nhậu thôi. Rồi lúc mà xỉn đâu kiểm soát được bản thân mình đâu nha. Cái này phải kiểm tra lại nha. Dạ. Rồi, có mẫu người lý tưởng nào không? Dạ thì mẫu người lý tưởng thì có nhiều lắm anh. Ví dụ? Cái răng khởi này giống như ca sĩ Hồng Nhung cũng đẹp. Cười có duyên, có hai má đồng tiền giống như Cát Tường. Răng khởi đều hết được không? Cười suốt ngày luôn được không? Dạ cũng tạm được. Được luôn hả? Dạ được luôn. Răng khởi đều mà cười từ sáng tới chiều là được mà lắm. Anh nghĩ chắc, em nghĩ chắc không có cái khúc đều đâu. Dạ dạ anh. Làm gái rất là dễ thương ha. Dạ. Nãy giờ em nghe anh này nói chuyện thì em cảm nhận dẫn như thế nào? Dạ, thứ nhất là cái độ chân thành đó anh. Dạ, cái khai lắc mấy cái chuyện đó là em thấy chân thành rồi. Đúng rồi. Cũng là để mà biết trước luôn. Đề phòng. Dạ. Ừ. Mong muốn mẫu người bạn trai như thế nào em nói dành luôn đi. Về ngoại hình á thì em vẫn muốn là một người cao to rắn rỏi, sức khỏe tốt, luyện tập thể thao đó anh. Có mẫu hình nào bên đây giống Hồng Nhung rồi tùm lum la đó? Dạ em thì chỉ thích mỗi mình Công Vinh thôi ạ. Rồi rồi vậy Công Vinh á cũng được. Nói chung là dân Tây Sơn cũng chắc da chắc thịt lắm, cũng biết tí võ. Anh này cũng dễ thương, nói chung là thật tình. Dạ. Rồi. Có nỗ lực trong cuộc sống, phấn đấu vươn lên. Dạ. Được á, anh thấy được. Có cái điều gì em không thích ở bạn trai? Nóng tính, đừng có vũ phu, đừng có xa lầy quá thôi. Còn tất nhiên là trong công việc, với lại bây giờ anh đó cũng đang có sự nghiệp á, thì phải có cái việc giao tiếp nhậu nhẹt, nhưng mà nó cũng phải tiết chế chừng mực thôi. Dạ. Là được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh họ, sếp và các anh chị đồng nghiệp ở công ty. Rồi, rồi cho chị gặp đại diện bên nhà gái á. Em xin phép chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào anh Hưng. Xin phép chào phía bên nhà trai luôn ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em nghĩ là hai người xứng đáng để có cái cơ hội mà tìm hiểu nhau sau cái chương trình này. Hưng đi với ai Hưng? Dạ em đi với dì với lại chị dâu ạ. Dì thấy cháu dâu tương lai bên kia thế nào? Dì thấy cháu bên này cũng được. Hai cháu phải tiến tới cho nhau một cơ hội. Rồi rồi, cảm ơn dì. Rồi bây giờ mình mở màn kéo cái hàng rào ra cho Hưng với Huyền gặp mặt nha. Mở rào. Chào anh Tình nha. Dạ em cảm ơn. Có giống Công Vinh không em? Dạ cũng hơi giống. Cho anh hỏi em ở huyện nào ở Bình Thuận ạ? Nơi đó anh cũng từng đi qua rất nhiều, nhưng mà sao không có duyên để anh gặp em mà anh phải lên này. Dạ. Em thấy anh như thế nào? Ấn tượng của em thì anh cũng rất là dễ thương. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi hát tặng bạn gái luôn đi em. Hôm nay anh sẽ hát tặng em một bài thôi, mà cuộc đời chưa bao giờ tặng cho ai cả và chưa bao giờ hát ai nghe. Thì rất mong em sẽ hiểu được cái lời bài hát này và nhớ vào cái ngày hôm nay. Dạ. Bài hát có tựa đề gì? Hát rồi sẽ biết em ha. Dạ. Anh sẽ là dòng sông, đời em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng, đời em là máy bay. Anh sẽ là nắng mai, đời em là hoa đỏ. Anh sẽ là... Thôi đúng rồi, cảm ơn. Trời ơi. Hát không hết được bài nữa. May là đó gì chưa hát cho ai nghe đó. Dạ. Về tập hát là cho nó thuộc lời này kia nha. Em có thể làm dâu được không? Dạ, cái đó thì em không ngại. Đối với em thì em xa gia đình cũng từ nhỏ, cho nên là em vẫn muốn là có một cái gia đình đông đông một tí. Cho nên là cái việc làm dâu thì không vấn đề. Chẳng hạn như sau này chồng mà em đi công tác xa rồi, em có thể mọi thứ em ở nhà em có thể làm được không? Ở nhà là chị cả trong gia đình, cho nên đó là mọi thứ là em đều độc lập và thay ba mẹ quản lý từ rất là sớm. Cái việc đó thì em có thể làm được. Anh thì sợ nhất là vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ là giọt nước mắt, nên anh cảm thấy anh sẽ không bao giờ đỡ cho em khóc. Mình là một người đàn ông mà đỡ phụ nữ tổn thương, mình là một người thất bại. 365 ngày thì anh đều có thể là ở xa, mỗi khi em cần là có mặt anh. À có nghĩa là công việc là anh lái xe là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi chứ không phải là đi các tỉnh đúng không? Anh vẫn có đi tỉnh. À. Mình muốn hẹn hò
ở cuối tuần hay như nào đó thì anh vẫn có mặt. Anh đi thật sự vì cái công việc thì em có thể thông cảm được. À. Nhưng mà tất nhiên là em vẫn muốn có một người ở gần rồi. Thời điểm hiện tại thì anh chưa có người yêu, chưa có vợ. Dạ. Nên là anh đi được. Chứ còn khi anh đã có người yêu rồi thì anh sẽ chuyển đổi một cái môi trường khác, làm trong trung tâm đào tạo lái xe, hoặc là anh mở một cái phòng mạch, nhà kho, hoặc là tiệm thuốc tay. Thì đó là cũng trong cái ngành anh học. Cái hay nhất là chúng ta mở cái gì liên quan tới ngành dược em đã học rồi. Dạ đúng rồi. Lái xe chỉ là một trong những cái em trải nghiệm thôi. Dạ đúng rồi. Anh nghĩ rằng tại sao mình không có, mình học ra mình có nghề, rồi bạn kia cũng có cái nghề đó nữa. Dạ. Cái nghề đó mới phát triển kinh tế được. Dạ đúng chứ rồi. Em lái xe hoài thì 10 năm nữa thì cũng lái xe thôi. Ha. Đó là cái mà anh nghĩ rằng là bạn gái sẽ tin tưởng vào cái đó. Mọi thứ khi đã xác định đến với nhau rồi thì anh hứa sẽ không bao giờ đi xa. Dù cách xa em một ngày, anh cũng phải quay về bên em. Hay quá. Chúng ta cảm không nhận đây là một chàng trai rất là hay vậy luôn. Rồi, để tay, tay vào để nút bấm nha. Bấm nút hay không là quyền của các bạn, vì đó là hạnh phúc và tương lai của các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó nha. Một. Rất ổn đấy, rất hợp lý. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, nắm tay đi. Rồi, nắm tay bạn gái nào. Anh thấy cặp này có tương lai rất là tốt. Linh nó mới để ý nha, hai gương mặt có nét giống giống nhau. Cố gắng học tập cho ảnh đi học rồi mai mốt làm giàu đó. Đây rồi, là nhà gái tôi rất đẹp ạ. À. Tôi khen là tôi khen vậy thôi. Nhà trai tôi chậm chút xíu. Trời ơi trời. Dạ, không cho chú lên ạ. Dễ thương, sáng như trăng rằm á. Hình nền hơi bị ngon luôn. Đúng rồi. Một cô gái xinh xắn ha, tươi thắng, nhìn rất là có duyên luôn. Bây giờ nãy giờ nghe chàng trai bên kia thấy chị Lan chỉ khen quá trời đất rồi. Dạ. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ con chào chú Hoài Linh. Chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ tham gia chương trình. Chào tất cả các quý khán giả. Con tên là Nguyễn Bá Long, sinh năm năm nay 27 tuổi, hiện đang là sĩ quan tàu biển. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. Bá Long làm sĩ quan tàu biển hả? Dạ vâng. Là tức là mình là quản lý tàu hay là sao? Không, con đang làm công tác là điều khiển những cái thiết bị trên tàu để cho tàu nó đi. Kỹ thuật rồi đó hả? Dạ đúng rồi. Mình đi tàu ở đâu? Dạ đi các nước ở châu Á, châu Âu. Châu Á, Âu, nhưng mà tàu là nó đóng đâu, cơ quan mình đóng ở đâu? Cái đầu tàu này thì quản lý là công ty của nước ngoài. Nhưng mà ở đây cũng có một cái công ty trung gian nó quản lý. Thì con suốt ngày là trên tàu hả? Dạ vâng, một lần con đi công tác như vậy là tầm 4-5 tháng. Ôi. Rồi ở nhà được mấy tháng? Cái đó tùy mình. Vì khi mình về mình ở nhanh 2-3 tháng hoặc là mình ở lâu hơn 4-5 tháng. Tùy theo cái đăng ký của mình. Với lại cũng tùy theo công ty, đôi khi công ty nó muốn mình đi lại nhanh thì có thể là lúc đó mình phải. Gia đình Long là ở đâu? Dạ hiện nay con đang ở bên Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Là ở với ai? Còn ở với mẹ với em trai. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi cơ. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Hoàng Linh và tất cả mọi người ạ. Em tên là Kim Ngân, năm nay em 25 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng, quê quán em ở Bình Định ạ. À lộn, Phú Yên. Phú Yên. Vâng. Em đang ở quận mấy? Em đang ở quận 3. Cô gái bên này là ở quận 3, quê quán ở Phú Yên, làm nhân viên văn phòng. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng, lần đó tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về ở nhà cũng 4-5 tháng luôn. Đó. Nhiều khi người ta quyết định đi hay không mà. Đâu phải là mình đi suốt một năm trời luôn đâu, đúng không Long? Dạ đúng rồi. Long, điểm mạnh, điểm yếu của Long là gì? Cái điểm mạnh của con là như là trong mối quan hệ con biết quan tâm với đối phương. Đặc biệt là trong tình cảm. Như là mình để ý từng cái chút một, ví dụ như người đó có cái chuyện gì không hay gì đó, mình nhìn qua mình biết, qua cái thái độ, qua cái cách nói chuyện, hoặc là qua cái biểu hiện mình biết. Chức vụ của Long giờ là gì rồi? Con là sĩ quan ở trên tàu. Sĩ quan nhưng mà có chức vụ gì không? Trên tàu con nó gọi là, trong cái chuyên môn gọi là phó ba, là sĩ quan bậc 1. Sĩ quan bậc 1. Thì thêm 2 bậc nữa là tới thuyền trưởng. Thêm 2 bậc nữa là tới gì? Thuyền trưởng. Wow.
chuẩn bị hai bậc đó lên thuyền trưởng đó, thuyền trưởng nó có thể chở vợ đi được đó. Thôi mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cơ? À vâng ạ, thì em là dân tài chính kế toán, thì ưu điểm của em là nhạy về những con số, em tính toán nhanh, em quản lý chi tiêu tốt và có thể đầu tư tiền nhàn rỗi vào những kênh có thể kiếm tiền thụ động, tất nhiên là sẽ chịu rủi ro một phần nào đó. Ưu điểm và em là một người khá độc lập ạ. Em nói được làm được và em nhất quán giữa lời nói và hành động, nên là không có cái chuyện là cứ 2-3 tháng bạn nam sẽ nghe là chia tay đi, 2-3 tháng nghe chia tay đi. Với em thì chia tay là chia tay luôn, một đi không chứ trở không lại. Chứ không có hồ phải không? Đúng rồi. Ừ. Rồi. Khuyết điểm. Dạ. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em điểm liệt. Điểm liệt. Vâng. Với em cũng khá là hiền lành và rụt rè á. Nói chung là cái EQ của em hơi thấp nên em ứng xử với mọi người không có tinh tế lắm. Em không có rào trước đón sau, có cái gì thì em nói luôn. Vâng. Có gì nói đó, không có rào trước đón sau. Dạ. Trời ơi, cái đó là ưu điểm chứ sao khuyết điểm được. Long có mấy mối tình rồi Long? Từ đó tới giờ chính thức là 3 mối tình. Chính thức 3 mối tình hả? Trời ơi, ổng đi biển 4-5 tháng không mới về một lần mà ổng 3 mối tình rồi đó. Đó. Không, thời đại học. Đại học là 2. Mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình gần đây nhất. Mấy năm? Là chính thức là 1 năm. Chính thức 1 năm? Dạ. À, đi sao chia tay? Nói chung là giống như là con nhìn hai đứa có một vài cái điểm để về sau này về cưới á, thì ở chung với nhau nó sẽ không có hợp. Chứ có khi nào bạn gái nó là Long đi nhiều quá không có quan tâm chăm sóc bạn gái không? Không. Cái vấn đề đó là không có. Dạ. Mình đi mình vẫn quan tâm chăm sóc. Nói chung là con cái chuyện đó không biết nên con cũng tâm lý cái chuyện đó nên không có vấn đề với bạn gái về cái chuyện đó. Rồi. 3 mối tình đó bên kia thì sao? Rồi. Tình trường của mình sao nè? Dạ, tình trường của em thì em chỉ là quen biết thôi chứ em cũng chưa có mở lòng hẳn với ai nên em chưa biết cảm giác, chưa có ai mang lại cái cảm giác yêu thật sự cho em. Tức là em chỉ mới tìm hiểu thôi rồi em chia tay. Không hợp là chia tay luôn. Vâng. Chưa gắn kết với ai hết. Dạ, tại vì em cũng khó, khá khó mở lòng. Khó làm sao, nói chị nghe coi. Thì em khó chia sẻ, khó mở lòng, em sống khá là riêng tư á. Mình có bồ mình phải chia sẻ với bồ mình chứ. Mình muốn bồ mình chia sẻ mọi chuyện với mình thì mình phải chia sẻ với người ta chứ. Thì vậy nên em cần một người tâm lý và kiên nhẫn, có nhiều câu chuyện để em dễ cởi lòng, mở lòng hơn. À, tức là muốn em mở lòng thì người ta phải khui. Vâng. Đúng không? Em không có. Rồi cái tiêu chí của em là vậy đó. Vâng. Rồi còn gì nữa không? Tiêu chí còn gì nữa không? À, tiêu chí thì thích người sao? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chị. Vâng, cao 1m7. Cách tập thể dục khỏe khoắn, em thích người ốm mập cũng được nhưng mà khỏe khoắn thì được. Dân đi biển là khỏe lắm. Vâng. Rồi cái đó là ngoại hình ha. Thì về có trí thông minh, hiểu biết nhiều, để có cái gì đó em thắc mắc trong cuộc sống thì anh em có thể giải đáp cho em. Có điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích người hút thuốc, gia trưởng, keo, nói nhiều, nổ. Tại vì em nghĩ là người hay nói nhiều thì thường làm không có hay. Vậy hả? Vâng. Rồi, chị sẽ qua chị nghía nhà trai coi sao. Chàng siêu chỗ đẹp trai quá. Đây là giao viên hôm nay. Em muốn mở rào ra em qua bấm nút luôn không? Trai lắm. Khỏe hả chị? Đẹp trai, dân biển mạnh khỏe lắm. Để mạnh coi khỏe có thuốc luôn. Sao? Mạnh khỏe. Yên tâm, tiêu chuẩn này đưa qua đây đáp ứng gần như nhà còn đó. Anh trai không? Dạ không, em là anh lớn nhất. Anh lớn nhất con. Vậy thôi. Còn hai mấy anh em nữa. Thôi em thì nhỏ quá. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc. Có gia trưởng không? Không, cái đó là không. Có keo không? Không, em thoải mái, tính em thoải mái. Ủa sao cái gì cũng tốt hết trơn vậy? Không, nói mình nhưng cũng mà hoàn hảo vậy? Không, không có, mình cũng có khuyết điểm.
Thì ví dụ nhiều khi trong quá trình mà quen nhau có mâu thuẫn, đôi khi mình cũng không có kiên nhẫn lắm. Giống như là mình ví dụ mình hay mình nói nhanh á, mình không có kiên nhẫn để mình trao đổi với lại cái bạn nữ đến cùng á, ví dụ vậy. Nhưng mà mình chỉ muốn nói thôi chứ mình không muốn nghe. Bạn vẫn nghe, nhưng mà ví dụ như mâu thuẫn nó chưa giải quyết cứ để đó, thôi kệ, cái một mâu thuẫn khác nó xảy ra, ví dụ vậy. Mình không có đủ kiên nhẫn để mình giải quyết nó triệt để cái mâu thuẫn. Bên kia người ta thích nghe lắm đó. Mình cái này khuyết điểm này mình thay đổi được đúng không? Mình nhưng mà nếu như mà không có mâu thuẫn thì em nói chuyện lúc nào cũng nói thoải mái. Nhưng mà cơ bản là hai bạn. Nói chung là điều chỉnh cái lúc mà mâu thuẫn. Đúng rồi. Yeah. Em đã trải qua ba mối tình rồi thì chị nghĩ là em biết cái gì em cần làm ở cái mối tình kế tiếp này đúng không? Yeah. Trời đẹp trai quá. Mời qua nhà gái tôi rất đẹp ạ. À. Tôi khen là tôi khen vậy thôi. Ê, nhà trai tôi chậm chút xíu. Trời ơi trời. Dạ. Không cho chú lên ạ. Dễ thương sáng như trăng rằm á. Hình nền hơi bị ngon luôn. Đúng rồi. Một cô gái xinh xắn ha, tươi thắn, nhìn rất là có duyên luôn. Bây giờ nãy giờ nghe chàng trai bên kia thấy chị Lan chỉ khen quá trời đất rồi. Dạ. Khỏe rồi ha. Đúng dạ. Đối tượng luôn rồi đó. Còn mình á là mình và đang tưởng tượng một người yêu mình như thế nào? Tưởng tượng bây giờ, anh bệnh sao? Thì bây giờ thì cũng ngồi đây rồi, tưởng tượng cũng đâu có ích gì đâu chú. À, không ích gì thôi hả? Vâng, thì... Nhưng mà một hoàng tử của mình trong mơ như thế nào? Thì người ta nói là mét 7. Em là, người, thì, em là người thực tế, cũng ít mơ mộng lắm. Không kiểu mộng. Thì nó có 5 phút nữa là biết rồi, cần gì mơ nữa chú. Không có mơ đúng không? Vâng. Rồi, chúc mới gặp rồi. Bây giờ mình không thích điều gì đàn ông nè. Vâng. Không có người ta nói. Không có nghe, không có nghe một cái gì luôn á. Gần như nãy giờ là nó không nghe được chữ không gì. Không hút thuốc nè, không keo nè. Không gia trưởng. Không gia trưởng nè. Dạ, tôi không biết nha. Không nhiều chuyện nè. Sĩ quan là gia trưởng lắm á, quyết đoán dữ lắm luôn á. Vâng. Này con cũng không thích nổ nữa. Thích nổ. Có nổ không? Nổ ít ai thích đó. Mà không lẽ người ta hỏi có em nổ lắm cũng kỳ. Tôi hỏi là tôi lấy tôi vô gì rồi. Nhưng mà là ví dụ đi 5-6 tháng đó thì sao, có lo lắng không? Sao thì do dự cái là chị bấm nút liền á chị nói. Nhưng... chị bất chấp á, chị lái máy bay liền đó hả? Thì như em chia sẻ thì em cũng chưa có kinh nghiệm gì nên kinh nghiệm quá trình yêu đương thì em cũng chưa biết cảm giác, không biết đi năm tháng thì như thế nào. Tại vì em chỉ quen thôi, hợp quen cũng người đó chưa có cho em cảm giác yêu á, thì không biết yêu rồi chia rồi năm tháng thì sao. Chứ chị thấy là đi mà 4-5 tháng vậy là hợp với chị lắm. Chị tranh thủ lúc đó chị đi quay phim là cũng bận biểu vậy. 4-5 tháng buồn lắm đó, thiếu sự quan tâm chăm sóc là cũng mệt lắm á. 4-5 tháng không biết đi chơi ở đâu đó. Hả? Cô đơn đó, với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Rồi, bây giờ là kỹ nha. Mình hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ, em đang đi một mình ạ. Một mình. Để chị Lan lo. Dạ, em đi với mẹ với em trai. Lan của mẹ. Nhìn hình nền là biết rồi không? Nhìn hình nền là đoán được rồi. Đó, thế em trai con chào chưa? Cô. Em trai cao dạ. Chưa? Kính chào Quyền Linh. Tài năng, cô Ngọc Lan xinh đẹp. Dạ, con chào cô. Kính chào quý vị khán giả ở đây. Thì theo mẹ nhìn thấy á, thì bé này nhìn thấy cũng xinh xắn thật thà. Thì nếu mà hai con á, thấy có cảm tình duyên nợ thì bấm nút. Thì theo ý mẹ thì mẹ được đó. Thì con thấy được á, thì con nhấn nút. Thì nếu mà bé này thì á, con của Long, con của cô á, nó đi xa chút đỉnh thôi, chứ còn một thời gian thì nó cũng sẽ làm tại thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải đi làm xa hoài. Đó, nó chỉ làm thời gian ngắn để có một số tiền. Đó, thì Long thì nó rất là sống rất là tình cảm, thật thà. Hút thuốc, uống rượu thì không có. Sống rất là cô rèn, nó rất là tốt, nó biết rửa chén, nấu cơm nữa. Cho nên về việc đó con cứ yên tâm. Vấn đề đi xa chút xíu thôi, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thôi con à. Đó, nếu mà con cảm thấy mà đủ duyên á, thì hai đứa bấm nút cho nhau cơ hội vậy đó. Rồi, cảm ơn mẹ. Okay. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Mở rào. Cô
cảnh lại với cô. Cô bỗng bấm nút là nguyên một vàng con gái rồi vậy nó nhào lên đó. Tặng em. Dạ em cảm ơn, em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em nha. Dạ. Đây chị cầm quà cho. Dạ. Em cảm ơn chị ạ. Dạ, em chào anh ạ. Chào Ngân. Hồi nãy anh có nghe em nói đó thì nói chung là cái em đang ở quận 3 đúng không? Dạ. Nói chung là về cái địa lý thì cũng khoảng cách qua lại thì cũng gần nhà anh, không vấn đề. Anh là người thành phố Hồ Chí Minh hả? Tại nãy em nghe không có rõ. Anh ở thành phố luôn, anh sinh ra ở đây luôn. Vâng. Thì nói chung nãy giờ nghe giọng em cũng nhỏ nhẹ, cũng nói chung là anh thích con gái nói chuyện nhỏ nhẹ, dạ, vui vẻ và thoải mái vậy. Thế anh đi biển đó kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi anh? Anh tốt nghiệp 2018 tới giờ là cũng 3 năm mấy. Tốt nghiệp trường gì là đi sĩ quan vậy anh, em không rành lắm á. Anh học ở bên giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Ở trong Nam thì cái trường đấy chuyên đào tạo về cái ngành của anh. Thế trong 3 năm đó anh có trải qua cái thất bại nào không? Có, cũng có thất bại trong tình cảm này. Thứ hai là công việc mình cũng có những cái khó khăn ban đầu. Anh giải quyết đương đầu với thất bại đó như thế nào? Ví dụ như công việc đi, thì lúc đầu cũng khó khăn đấy. Anh cũng cái thời điểm mới lên tàu thì anh cũng say sóng này, cũng mệt. Lúc đó mình không có khỏe như bây giờ, mình yếu hơn. Thì lúc đó mình cũng có những cái thoáng lên đầu mình muốn đổi cái nghề khác. Nhưng mà thời gian sau thì anh điều chỉnh lại cái anh làm tới giờ. Nói chung nghề anh thì cũng có cái sóng gió khó khăn. Anh trải qua được mấy cái đó thì cuộc sống nó cũng giúp cho anh cái tính cách anh nó mạnh mẽ hơn. Nó điềm đạm hơn. Có thất bại chắc cũng có thành công anh ha. Đúng rồi. Sau những cái thất bại đó, trong khó khăn công việc vậy, mình gặp những cái người sếp của mình, họ là ở nước khác. Họ cũng rất là nóng tính, họ khó khăn với mình. Thì đó cũng những lúc mình cảm thấy là hơi, ngày xưa tính mình cũng hơi tự ái á, nên nhiều khi nó cũng kiên tranh với những lúc mà stress rất là nhiều. Nhưng mà sau tất cả thì anh cũng vượt qua được. Bây giờ anh cũng gắn bó với nghề. Dạ. Thì nói chung thì nãy anh cũng chia sẻ là đi khoảng 4 năm tháng thì nó cũng cũng nói chung là cái nghề anh cái thời gian nó hơi đặc thù. Nó cũng hơi kén cái đối tượng nữ một tí. Đó. Anh còn mấy năm nữa để lên chức đó hả? Em không có rành ngành bên ngành đó, em bên tài chính. Cô anh nếu như lên vị trí tiếp theo thì nếu như nhanh thì khoảng 1 năm nữa anh lên. Còn nếu như chậm thì có thể 2 năm. Vâng. Lên thuyền trưởng là đi còn nhiều nữa đó. Không, thuyền trưởng vẫn đi như vậy. Đúng không? Không, vẫn đi thời gian như vậy. Dạ. Không, thuyền trưởng là ôm tàu ngủ luôn. Có điều lương nó cao hơn thôi. Ngon. Thì nếu như mà anh với em có duyên mà mình làm quen được á, thì chuyện hôn nhân thì ví dụ 6 tháng đổ lại thôi. Nếu như tìm hiểu mà nhiều cái hợp để ở sống với nhau vợ chồng thì có thể là trong vòng nửa năm thì có thể kết hôn. Nói chung nhà anh thì ở đây, ví dụ sau này mà kết hôn thì ở với lại chung với lại nhà của anh. Nhà của anh thì không có đông người, cũng thoải mái thôi, mẹ em ra anh thoải mái, không vấn đề thì đó. Dạ. Tức là ba mẹ hối anh kết hôn hả? Ba mẹ đâu có mẹ không à? Không, ý anh không phải là hối, nhưng mà ý anh là cái việc kết hôn bây giờ tuổi này thì nói chung là anh trao đổi với em vậy đó. Ý là thời gian nhanh mình có thể kết hôn thì cái đó, còn nếu như mình muốn tìm hiểu thêm thì có thể 1 năm hoặc là hơn 1 năm không vấn đề. Mà ý anh nếu như mình thật lòng mình hợp với nhau nhiều quá thì nửa năm anh nghĩ là cũng kết hôn được, không vấn đề. Bây giờ hẹn hò làm sao nè, hai đứa tính đi. Bạn này đang trong thời gian nghỉ đúng không? Dạ đúng, em đang nghỉ. Em còn nghỉ được bao lâu? Chắc tầm khoảng tháng rưỡi nữa. Tháng rưỡi hả? Yeah. Vậy thì trong vòng 1 tháng rưỡi đó hãy ráo riết, siết sao, chạy thật nhanh để rút ngắn cái khoảng thời gian hẹn hò lại, bù đắp cho cái khoảng thời gian sau 1 tháng rưỡi là em sẽ phải đi đó. Dạ vâng. Được không? Vậy thì nói chung là phải... em hiểu. Nói chung là
Bây giờ em là 25 đúng không? Anh 27. Anh 27 thì tuổi của anh cũng lớn hơn em, nói chung là. Với lại thứ hai là anh cũng có trải qua những cái mối tình trước. Anh cũng có đúc kết nhiều kinh nghiệm cho mình về cái vấn đề quen nhau, nếu như mà sau chương trình này mình có duyên mình quen nhau thì anh sẽ giống như là thể hiện cái tình cảm của mình với lại quan tâm em là nó nhanh nhất có thể. Chứ là mình không qua cái độ tuổi ngày xưa rồi, đại học với phổ thông rồi, nó không còn trẻ tuổi như ngày xưa, nên mình không mất thời gian cho những cái chuyện lặt vặt nữa. Nói chung cô gái này chưa yêu, cô gái này chưa yêu. Không, chưa yêu thì em cũng có cách để em chia sẻ. Đúng rồi, cô gái này tìm hiểu mấy người thôi chứ cũng chưa có tình cảm gì với ai hết. Giờ là có chương trình dạy yêu đó. Đó. Long cố gắng dạy yêu nha. Rồi bây giờ Long tới hát bài tặng cô gái đi. Dạ, đến chương trình thì xin anh tặng em bài hát tiếng Anh. Tên bài hát là I Lay My Love On You. Tiếng Việt dịch nôm na là anh dành trọn cái tình cảm này cho em. Hát một chút xíu thôi, không có thuộc lời gì. Hát cái điệp khúc thôi. Bước tới nắm tay cô gái đi Long. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. Mình đứng đây, hát thẳng lưng lên nè, thẳng lưng lên sĩ quan. Thẳng thớm lên. I lay my love on you. It's all I want I do. Every time I kiss, I feel brand new. You open up my heart. Show me all your love. Walk right through. As I lay my love on you. As I lay my love on you. Nói chung là thì gặp em lần đầu thì anh cũng có cái ấn tượng về cái ngoại hình của em, cũng cũng xinh xắn dễ thương. Thì nhiều khi anh đi làm thì nhiều khi cái công việc ảnh hưởng đến tính cách của anh chút xíu, là nhiều khi mình nói chuyện nó hơi nghiêm túc, nhưng mà khi mà trao đổi quen nhau rồi đó thì nói chung là anh sẽ có những cái lúc ngọt ngào khác nhau như vậy. Dạ vâng ạ. Em hát dở quá nên em không thể hát tặng là anh được, thông cảm. Sao đâu. Em nghe anh hát là được rồi. Vâng. Hai bạn chưa có nắm tay nhau luôn á. Cảm giác của em gái sao? Nói cho bạn trai nghe đi. Dạ. Cảm giác của tại mình bây giờ đối em hồi hộp quá. Hả? Em chỉ hồi hộp thôi à. Hồi hộp hả? Thì cảm giác người làm với nhau thì đương nhiên cảm giác ngại ngùng rồi anh. Gặp tôi sẽ trả lời tại đẹp trai quá cho nên giờ không biết nói gì. Thôi bây giờ để tay nút bấm bật. Bên tay trái là đây. Đẹp trai lắm. Em trai nó còn rành nữa kìa. Quay. Rồi. Nào. Thôi hai bạn này chắc không cần phải cho thời gian để suy nghĩ đâu. Nha. Đùa chứ những cái giây phút vừa rồi cả chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh đã nói rất là nhiều để cho hai bạn dễ hiểu nhau hơn. Tuy là thời gian nó rất là ít, nhưng mà ít nhiều gì thì hai bạn cũng có thể sơ sơ về cái tính cách của nhau để coi mình có hợp để mà tìm hiểu nhau hay không. Thì bây giờ hai bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ và quyết định, và phải có trách nhiệm với quyết định của mình nhé. Bây giờ thì chị Ngọc Lan sẽ đếm và hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Bây giờ trời ơi, bắt tay giống như đối tác vậy. Em quên rồi. Dạ. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Nắm tay nhẹ nhàng. Tay này. Chúng ta là nhẹ nhàng. Dạ, đưa tay. Em để quay em vậy được. Đó, ừ, đó, vậy đi. Cảm giác sao? Dạ, em thấy cũng vui. Nói chung là tại em cũng không phải lần đầu tiên mình nói chuyện với đám đông ấy, nên em thấy cũng thoải mái. Nhưng mà gặp em thì lâu rồi, cũng hơn 1.5 năm rồi anh mới có dịp có cơ hội để anh quen lại một cái người mới. Dạ vâng ạ, em rất là mặc dù các bạn ấy nhìn cô gái rất là triều mến nha mọi người. Em ơi, em phải cố gắng. Phải cố gắng, hai bạn phải cố gắng thật nhiều. Chàng trai này hãy cố gắng cái khoảng thời gian mà mình được nghỉ công tác, mình sẽ bù đắp cho bạn gái trong cái khoảng thời gian mà mình đi. Còn cô gái
em chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề yêu đương, nhưng mà chị nghĩ tất cả những cái đó không cần phải học, nó phải diễn ra một cách thật là tự nhiên, và em nghĩ cái gì em phải nói cái đó, nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái giới hạn, có cái mức độ của nó. Hiểu ý chị nói không? Mình đừng nhõng nhẽo quá mức có thể, nhưng mà mình cũng đừng quá cứng nhắc, mình cũng đừng quá mạnh mẽ. Hãy nhõng nhẽo, hãy yếu đuối đúng lúc, nghe không? Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Dễ thương quá, cái cặp này đẹp quá mọi người ơi. Những phần quà dành cho các bạn. Đẹp đôi ha cô ha. Cô đẹp đây, đôi. Đây sản phẩm Amity dành gửi tặng cho các bạn nha. Dạ con hay đi chùa thôi chứ con chưa có theo, chưa có quy y ạ. Ông bà cũng theo không tục giáo, nhưng mà con hay đi chùa để cho lòng an yên thôi. Dạ rồi. Được ha cô hả? Dạ hai bạn đẹp quá trời. Đây là bộ son do Thép Vina KY gửi tặng cho bạn gái. Dạ vâng. Còn em trai có bồ chưa? Rồi lên đây luôn. Ủa đây, đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Ôi, quạt máy Toshiba gửi tặng các bạn. Món quà này giữ lấy nha. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Được. À, dạ, hôm nay đến với chương trình là rất có duyên, rất là có duyên cũng như là đã gặp Ngân ở đây. Và cũng rất là cảm ơn chương trình luôn luôn tạo điều kiện cho các bạn nam và nữ trên khắp cả nước có cơ hội để gặp nhau. Và cũng xin cảm ơn chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan, cũng như tất cả các quý vị khán giả ở đây, cũng như tất cả các ekip chương trình đã tạo nên một cái chương trình rất là hay và rất là thú vị. Xin cảm ơn ạ.